rung lên từng nhịp là những yêu thương trao cho mọi nơi, dẫu khó khăn vẫn luôn hướng về một tình yêu dành trọn cho những anh em. Viết tiếp những yêu thương cho đời, cùng phu nhân nghĩa tô đời tươi sáng. Anh chính yêu thương sẽ nối dài để cho tương lai ngày mai đẹp tươi. Thật ý nghĩa, nhìn ngoài kia bao cảnh đời bất